Một miếng to dữ sợ. Chuyển người đây lâu rồi đó. Chị à, chị mới thôi. Cửa khóa rồi nè. Một giờ một cái máy ăn cơm. Máy nào ba cái rồi chứ? Ba cái này cái. Hồi nãy tưởng mua khách bình thường ngồi uống, tại vì khách. Khóa cửa tháng sau là cho dây nặng sạch thì khoảng lấy ơi. Đúng rồi, con bé trao nó uống nó trao là khách. Tao người được xem, 47 người được xem nha. Cái đầu chị không vào nữa. Cái nó không có tương tác luôn. Dưới này sẽ rộng đào lên.
luôn, muốn nó thả luôn. Ngại nhất có thể là cố lên. Em đi nào chỗ khác em khác luôn á. Cố lên nha. Không miếng nữa điện thoại đúng không? Tú lộ rửa mặt, rửa rửa mặt rồi tụi thoa nó vô đó đó. Nó không thấy. Nó lần rồi. Phải chứ không được. Thú vị.
hộp nữa đào thôi, hôm nay thì cũng đỡ rồi.